Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và những điều ít biết về vợ của giáo sư Củ Trọng Xoay. Nhiều năm về trước thì khán giả cả nước đã từng liên tục phải bật cười mỗi khi xem chuyên mục Hỏi Xoay Đáp Xoay trong chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Đặc biệt, sự xuất hiện của vợ muối là giáo sư Củ Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng cũng đã gây ấn tượng mãi không thôi cho đến tận ngày nay. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa của mình, nam MC còn khiến cho dư luận bất ngờ khi mà biết rằng hậu phương vững chắc phía sau anh là cô vợ tài năng, giỏi giang cũng không kém gì chồng. Bạn đời của giáo sư Củ Trọng Xoay tên Nguyễn Hồng Nga, chị sinh năm 1986, sở hữu ngoại hình xinh đẹp và rất tài năng. Cả hai đã từng có khoảng thời gian yêu nhau gần 4 năm trước khi chính thức về chung một nhà đầu năm 2013. Ít ai biết rằng nếu như đối với Đinh Tiến Dũng, việc cầm trịch và dẫn dắt nội dung trong một số chương trình giải trí mà anh tham gia chỉ là nghề tay trái thì ngược lại, bà xã của anh lại vốn có xuất thân ban đầu là một MC quen thuộc của đài truyền hình Việt Nam. Cụ thể, cách đây khoảng chục năm, Hồng Nga là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong chương trình Nghĩ Mở Nói Thẳng được trình chiếu trên kênh VTV2. Tuy nhiên, công việc mà nhiều người khác mơ ước này lại không gắn bó với cô lâu dài. Hiện tại, vợ của giáo sư Xoay đang công tác tại một trường đại học danh tiếng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù đã lui về hậu trường chăm sóc gia đình và không phải người nổi tiếng, nhưng Hồng Nga đã luôn thấu hiểu, cảm thông cho nghề nghiệp hiện tại của chồng. Mỗi khi ông xã đi dẫn chương trình, người phụ nữ luôn cẩn thận ủi từng cái áo sơ mi, thường xuyên sắm đồ mới để anh tự tin xuất hiện trước khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng chính là người thường xuyên góp ý, chia sẻ kinh nghiệm làm MC cho giáo sư Xoay. Tôi cảm nhận được áp lực mà bạn đời của mình đang trải qua, trích lời Hồng Nga trong cuộc phỏng vấn. Sau gần 8 năm kết hôn, tổ ấm của vợ chồng Đinh Tiến Dũng đã chào đón thêm hai thành viên nữa là cậu con trai 6 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi. Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn hiện tại của họ khiến cho anh nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Giáo sư Củ Trọng Xoay sinh năm 1981, quê quán Nam Định, được nhiều người biết đến hơn kể từ khi cùng với danh hài Xuân Băng kẻ tung người hứng với những màn đối đáp dí dỏm trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Mới đây nhất thì anh đã tiếp tục được khán giả kỳ vọng khi mà thay Phan Đăng đảm nhiệm vị trí MC trong chương trình Ăn Khách Ai Là Triệu Phú. Bén duyên với nghề nói là thế, nhưng bản thân Đinh Tiến Dũng lại không theo nghệ thuật từ đầu. Trước đây, ông xã của cựu MC Hồng Nga từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội rồi đầu quân cho nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam suốt nhiều năm liền. Sau khi nổi tiếng, anh đã tiết lộ với truyền thông rằng việc mình tham gia showbiz vốn chỉ là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thật không ngờ, chính việc đi làm thêm này đã giúp cho anh trở thành nghệ sĩ Việt được yêu mến nhất nhì hiện nay. Bên cạnh nghề MC, Đinh Tiến Dũng cũng chính là người tham gia viết kịch bản cho nhiều năm táo quân Gặp Nhau Cuối Năm và xuất hiện trong nhiều sự kiện của đài truyền hình Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.